Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Con kính lạy đại nhất tỷ đại thiên chúa, con kính lạy đại nhất thiên đế đại thiên chúa, con kính lạy đại tam mụ thiên đại thiên chúa, con kính lạy thập nhị mụ thiên lương, con kính lạy tam thập lục cung chư vị thiên lương, con kính lạy ông bà tổ tiên nội ngoại. Hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm Giáp Thìn, tức là ngày 10 tháng 3 năm 2024. Nhân dịp ngày đầy tháng tuổi, con là Nguyễn Thị Mùi, bà nội của cháu Lê Tấn Tang, là con của Lê Tân Đoàn, là mẹ là Đinh Thị Hồng Nhung, chú ngụ tại khu phố Lĩnh Hạ, phường Đại Xuân, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nhân ngày đầy tháng cho bé, chúng con thành công sắp lễ vật dâng lên bày trước án trước bản tòa chư vật tâm chư vị tôn thần, kính lạy tôn trình nhờ ơn thập phương chư Phật, chư vị thánh hiền, chư vị tiên bà, các ơn thần tư linh thổ công thổ địa mạch. Thổ địa chính thần, tổ tiên mộ ngoại cho gia đình con sinh được cháu Lê Tuấn Khang, sinh ngày 1 tháng riêng năm Giáp Thìn, được mẹ tròn con vuông, con cúi xin chư vị tiên bà, chư vị tôn thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành, phụ hưởng lễ thọ vật phù hộ độ trì che chở cho cháu được no ăn chóng lớn, vô bệnh vô tật vô tai vô ương vô hạn vô ách, phù hộ cho cháu Lê Xuân Tấn Khang được tươi đẹp thông minh sáng lạn ân mạnh bình yên cường tráng, được hưởng vinh hoa phú quý, gia đình con được phúc thọ an khang. Nhân ngày này nghiệp lớn tiêu tan, bốn mùa công đông lặng lách, xin tâm thành, xin thành tâm nhận lễ cúi xin thành chân kính hoa báo đầu thành. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bà ơi, bốn mùa đây con ơi. Con kính đại đệ nhất tỷ đại thiên chúa, con kính đại đệ nhị thiên đế đại thiên chúa, con kính đại đệ tam mụ đại thiên chúa, con kính đại thập nhị bộ thiên lương, con kính đại tam thập lục cung chủ vị thiên lương, con kính đại gia tiên tiền tổ nội ngoại đại gia. Hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm Giáp Thìn, tức là ngày 10 tháng 3 năm 2024. Nhân dịp cháu đầy tháng tuổi, con ở lại thị trấn Kha Phanh Nhiêm Độ, là bà ngoại của cháu trai Lê Xuân Tấn Khang. Cháu là con của bố Lê Xuân Đoàn, mẹ là Đinh Thị Hồng Nhung, cư trú tại khu phố Liễn Hà, phường Đại Xuân, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nay nhân ngày đầy tháng cho bé, chúng con thành tâm sắm lễ vật dâng bày lên chiếc án trước bản tọa chư vị tôn thần, kính cẩn tâu trình nhờ ơn thập phương chư Phật, chư vị thánh hiền, chư vị tiên bà, các đấng thần linh thổ công địa mạch, thổ địa chính thần, tổ tiên nội ngoại cho gia đình con sinh được cháu là Lê Xuân Tuấn Khang, sinh ngày 1 tháng riêng năm Giáp Thìn, được mẹ tròn con vuông, chú sinh chư vị thiên bà, chư vị tôn thần giáng lâm thiết án chứng giám lòng thành, phù hưởng lễ vật phù hộ độ trì che chở cho cháu được ăn mau chóng lớn, vô bệnh vô tật vô tai vô ương vô hạn vô ách,
phù hộ cho cháu Lê Xuân Tuấn Khang được tươi đẹp, thông minh, sáng láng, thân mệnh bình yên, cường tráng, được hưởng vinh hoa phú quý, gia đình con được phúc thọ an khang, nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu tan, bốn mùa không lo hạn ách. Xin thành tâm đỉnh lễ, con cúi xin được chứng giám lòng thành. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính lạy đệ nhất tỷ đại thiên chúa, con kính lạy đệ nhị thiên đế đại thiên chúa, con kính lạy đệ tam mụ đại thiên chúa, con kính lạy thập phương nhị bộ thiên nương, con kính lạy tam thập lục cung chủ vị thiên nương, con kính lạy gia tiên truyền tổ nội ngoại tại gia. Hôm nay là ngày 1 tháng 2 năm Giáp Thìn, tức ngày 10 tháng 3 năm 2024, nhân dịp cháu đầy tháng tuổi, con là lại thị trấn pháp danh Nghiêm Độ, là bà ngoại của cháu trai Lê Xuân Tuấn Khang, cháu là con của bố Lê Xuân Đoàn, mẹ là Đinh Thị Hồng Nhung. Hôm nay tại gia chủ ông Lê Xuân Bình, ngụ tại khu phố Liễn Hạ, phường Đại Xuân, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, nay nhân ngày đầy tháng cho bé, chúng con thành tâm sắm sửa lễ vật, dâng bày lên chiếc án, chiếc bàn tọa, chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình. Nhờ ơn thập phương chư Phật, chư vị thánh hiền, chư vị tiên bà, các đấng thần linh, hổ công địa mạch, hổ địa chính thần, tổ tiên nội ngoại, cho gia đình con sinh được cháu là Lê Xuân Tuấn Khang, sinh ngày 1 tháng Giêng năm Giáp Thìn, được mẹ tròn con vuông. Con cúi xin chư vị tiên bà, chư vị tôn thần giáng lâm kết án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì che chở cho cháu được ăn mau chóng lớn, vô bệnh vô tật, vô tai vô ương, vô hạn vô ách, phù hộ cho cháu Lê Xuân Tuấn Khang được tươi đẹp, thông minh, sáng láng, thân mạnh bình yên, cường tráng, được hưởng vinh hoa phú quý, gia đình con được phúc thọ an khang, nhân lành nảy nở, nghiệp dữ tiêu tan, bốn mùa không lo hạn ách. Xin thành tâm đỉnh lễ, quý xin được chứng giám lòng thành. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đi mình ăn đi đón bà đâu? Cốt của bà chị. Ai đón? Tùng của ta. Sao cổ? Mùi ơi. Mùi. Xong xong rồi nhá. Sang rồi. Con được tạ ơn người đã từng đã sinh thị xã Quế Võ tỉnh Bắc Ninh, nay nhân ngày đầy tháng cho
bé, chúng con thành tâm sáng lễ Phật, tâm bày lên trước án, thích bản tọa chư vị tôn thần kính cẩn tâu trình, nhờ ơn Phật tôn chư Phật, chư vị thánh hiền, chư vị thiên đà, các đấng thần linh thủ công địa mạch, thủ địa chính thần, tổ tiên nội ngoại, cho con xin biểu cáo là Lê Xuân Tuấn Khang sinh ngày 1 tháng 4 năm Giáp Thìn được mẹ chồng con vuông. Thì xin chư vị thiên đà, chư vị tôn thần cẩn nghiêm trước án, chính cáo là các bà các cụ hôm nay là đến để mừng đầy tháng cho con Lê Xuân Tuấn Khang. Đây là gia đình gia chủ ông Lê Xuân Định, hôm nay làm lễ đầy tháng cho cháu nội, cháu Đít Nhôm. A Di Đà Phật. Em Bí Ngô ơi, Bí Ngô, ăn được gì không? Đây, đây là nhà thờ của các cụ để lại. Đây là nhà của bố mẹ cháu.